Từ từ. À, các bạn thấy hiệu ứng này vui không? Mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta làm cái hiệu ứng kiểu như mình sẽ tạm gọi là hiệu ứng chân dung theo kiểu crash landing on you đi ha, bắt trend chút xíu. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút subscribe, nó đăng ký và like cái video này để ủng hộ mình nhé. Rồi thì đây là kết quả sau cùng mà mình có thể sẽ đạt được. Tất nhiên là nó sẽ không giống như là trên phim cho lắm. Ở trên phim nó như thế này, nó hơi tối hơn xíu, dark hơn xíu, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ thích nó kiểu sáng sủa hơn. Cho nên là chúng ta sẽ làm cái kiểu sáng sủa như thế này ha. Thì tất nhiên là bây giờ làm thì chứ nó không có được như vậy đâu. Nhưng mà ok thôi kệ. Thì mình hy vọng là nó sẽ ra hát. Rồi, toàn bộ những cái gì các bạn cần mình đã để link download ở ngay phía dưới phần description, phần mô tả, hoặc là ở dưới phần comment nhé. Cái link tất cả gì các bạn cần, kể cả stock, kể cả chữ, kể cả các thứ vân vân. Bây giờ thì mình sẽ tắt hết tất cả đi. Và mình sẽ mở lại từ đầu, mình làm lại từ đầu. Đây, khi các bạn tải cái folder về rồi á, các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ có những cái file như sau đó. Thì nó sẽ bao gồm file cái gì rồi? File hình này, file những cái mà chúng ta cần và file typography. Rồi stock đây thì mình sẽ sử dụng stock của bạn Huyền My ha. Rồi công việc của chúng ta đơn giản thôi, các bạn có thể để ý ở trong cái hình ở trong cái clip á, của phim á, thì nó sẽ bao gồm là hình chân dung này, chắc chắn rồi. Và người ta chụp rất là cận. Cho nên là các bạn cũng nên chụp những cái ảnh nó cận cận chút xíu. Như hồi nãy ở cảnh trước á thì đâu rồi? Đâu rồi? À, phía sau nó sẽ hơi có bokeh chút xíu để cho nó kiểu nó lung linh hơn kiểu vậy. Đang rất là gay cấn nhưng mà phía sau nó cũng lung linh. Đó, đó các bạn thể thấy không? Có cái bokeh này và cái khung cảnh hơi tối chút xíu, và hầu như ở trong phim này đoạn nào phần cuối nó cũng có hơi tối kiểu như vậy cả. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái hình tương tự như vậy ha. Chụp thì chụp lens fix để chúng ta có kết quả tương tự. Thì đây mình sử dụng stock của bạn Huyền My ha. Thì để xử lý nhanh ở đây thì mình sẽ sử dụng bộ light đi, mình blend màu sơ sơ qua. Để mình coi thử cái màu nào cho nó phù hợp, hơi kiểu chân dung hơi đắc đắc sự. Đấy, có thể số 7 đi, mình sử dụng bộ light số 7. Những cái preset màu này thì anh em có thể mua ở trên trang hpphotoshop.com của mình nhá. Cũng rẻ thôi, kiểu thế. Rồi. Shadow thì mình có thể tăng không không tăng nhiều lắm, mình sẽ hơi giảm chút xíu để mình vừa đủ ở những cái phần mà vùng tối như này mình cảm thấy có chi tiết là được rồi, cũng không cần phải gọi là khó khăn gì quá, và chúng ta bấm mở thôi. Đó, xử lý nhanh bằng cái preset lên màu nhanh nhanh thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần hiệu ứng. Hiệu ứng á, thì chúng ta sẽ bao gồm là cái kiểu canvas texture như này. Texture là cái gì? Thì ở video mới đây nhất á, thì mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em rồi. Texture. Tiếp theo là chúng ta có cái vệt sáng hơi giống kiểu vết mèo cào, anh em thấy không? Nó kiểu hơi vết cào 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 nè. Thì cái này đó là abstract light. Thì nếu các bạn muốn, các bạn có thể lên image, image. Đó, và các bạn có thể search là abstract light background thì nó sẽ ra tương tự như thế. Các bạn tìm những cái mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh em rồi. Ở trong cái file các bạn tải về đó thì nó cũng có sẵn rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ có cái lớp bokeh. Đó, anh em có thể thấy cái lớp bokeh không? Tất nhiên ở trong phim thì cái lớp bokeh nó sẽ đẹp hơn bởi vì nó là dạng hình động. Còn như chúng ta hình tĩnh thì chịu thôi, nhưng mà vẫn lung linh mà đúng không? Rồi. Đó thì đơn giản là như vậy, thì chúng ta có ba bốn lớp như thế. Đầu tiên thì hình thì mình đã xử lý rồi, thì bây giờ mình sẽ sử dụng Portrader để mình làm mịn da. Làm mịn da thì mình cũng đã có cái video và mình cũng đã share cái phần mềm này ở trên trang HP Photoshop rồi, thì anh em sẽ lên nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng preset là medium, gọi là cơ bản mặc định thôi, mình sẽ ok. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm Ctrl Shift F để mà mình giảm cái hiệu ứng khử, gọi là làm mịn da lại, để cho nó mịn màng lại chứ nó không có mịn quá nhỉ, nó không có vui. Rồi tiếp theo nữa, các bạn để ý là cái hình chân dung nó cận, rất là cận luôn, cho nên đây mình cũng sẽ làm cận tương tự vậy. Mình sẽ bấm Ctrl J, phím J là phím nào giữa phím H và phím K để mình tạo cái layer mới. Sau đó mình sẽ bấm Ctrl T để mình căn chỉnh kích thước ha. Các bạn có thể tăng kích thước lên chút xíu đó, và đưa nó vào vị trí ví dụ tầm này chẳng hạn vậy. Đã, miễn sao các bạn cảm thấy nó đẹp đẹp là được rồi. Thì mình có thể để ở đây ngay cái góc kiểu 1 phần 3, các bạn thấy cái kiểu bố cục đó. Thì bên này thì mình sẽ để typo, một bên mình sẽ để typo, một bên là người ha. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tạo cái canvas. Canvas thì chúng ta sẽ sử dụng những cái một số cái mà mình đã chuẩn bị sẵn, ví dụ như là đây đây, như mình dùng cái này đi ha.
click kéo thả thôi. Sau đó nó sẽ tự động hiện thế này, thì mình các bạn sẽ tăng kéo cho nó phủ đều hết cái hình của chúng ta. Đó, hơi thừa ra chút cũng được, không cần phải fit vào quá làm gì, và enter. Rồi, sau khi xong rồi, các bạn sẽ chọn qua là một cái hiệu ứng nào đó các bạn cảm thấy cho nó phù hợp. Thì ở đây các bạn để ý là cái hình gốc của họ là chúng ta sẽ có cái hình chìm, có nghĩa là cái phần sáng của họ đang là sáng và tối của họ làm dìm xuống, có nghĩa là hình của chúng ta đang bị ngược ha. Thì mình sẽ bấm Ctrl Y để mình đảo ngược lại, và các bạn sẽ có ngay cái hiệu ứng kiểu như là đó, anh em thấy không, kiểu thế, đảo ngược lại ha, Ctrl Y, Y ngắn đó, để chúng ta đảo ngược lại và chúng ta chọn là screen ha. Thì chúng ta sẽ có cái texture kiểu như thế này, và texture kiểu này thì nó chưa có được độ gọi là như mình thích lắm, cho nên là mình sẽ cần chôn chay lên phát đó cho nó sáng hơn chút xíu lên, và mình sẽ cần chôn T có thể là lật ngược lại cái cho nó bố cục cho nó khác đi, cho nó kiểu cái nó không có lệ, nó lệch nhau chút xíu đó. Rồi thì đây các bạn đang có hai cái canvas như thế này rồi, thì mình sẽ chọn cả hai, các bạn đè phím Control hoặc là Command ở trên MacBook ta chọn cả hai layer này. Click chuột phải chọn group, group layer, đâu rồi, đây, group form layer, hoặc là bấm Ctrl G thì nó cũng sẽ nhanh chóng thôi, Ctrl G ha. Thì ở đây nó sẽ là canvas. Đó, canvas là dạng như là cái vải vậy đó, có thể các bạn sợ sẽ fabric thì phải, đó, hoặc là canvas, bình thường gọi canvas hơn. Các bạn sẽ tạo một cái layer mask ở đây, các bạn có thể vào layer, layer mask, đâu rồi, đây, layer mask, và chọn review all, hoặc là click vào cái layer mask phía dưới này để chọn là create, add layer mask thì nó cũng sẽ ra tương tự. Ở đây thì mình sẽ dùng con chuột lớn lớn chút xíu, nhưng mình đang để 2000 mấy luôn. Hardness là 0% và màu đen để mình bôi cái phần người đi. Opacity các bạn có thể giảm chút xíu hoặc là đây cũng được. Mình đang để hơi đó tầm này. Đó. Mình bôi bôi vào hơi phần mặt chút xíu để cho nó chừa cái phần mặt ra, chứ canvas vào phần mặt nó xấu lắm. Rồi, ở đây canvas là xong ha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ tạo cái vết mèo cào như hồi nãy, mình gọi là abstract, gọi là abstract mới đúng, elegant abstract đây. Các bạn có thể tải cái này về ha, mình click kéo thả vào đây thôi, đơn giản như vậy. Ở đây thì cái hướng của người mẫu đang là hướng từ bên gọi là bên phải qua bên trái ha, phải qua trái. Thì đây cái ánh sáng thì mình cũng sẽ đảo ngược lại, bấm nó đang là trái qua phải, đang là trái qua phải đúng rồi, nó hơi xéo xéo như thế này, thì mình lật ngược nó lại cho nó cùng hướng với người mẫu nhìn nó đẹp hơn ha. Thì mình sẽ click chuột phải và chọn là flip horizontal, có nghĩa là flip cho chiều ngang, lật chiều ngang ra ha. Sau đó các bạn sẽ tăng kích thước lên đó cho nó đó kiểu thế, cho nó flip vào. Ở đây cũng làm giống như là cái canvas hồi nãy luôn, các bạn bấm Ctrl Y để chúng ta đảo ngược màu lại và chúng ta có cái nền đen. Đây chính là cái texture mà chúng ta cần. Các bạn sẽ chuyển sang là screen luôn. Đó thì chúng ta các bạn sẽ có ngay kết quả kiểu như này, có cái vết mèo cào, anh em thấy chưa? Thấy vết mèo cào rồi đúng không? Rồi, ở đây cũng vậy, các bạn có thể nhân đôi lên để cho nó nhiều hơn, cho nó sáng hơn chút xíu. Và ở đây mình có thể là lật ngang, lật dọc gì đó cho nó nhiều hơn, cho nó ra cái texture nhiều hơn. Đó, mình có thể tăng kích thước của cái lớp thứ hai này lên chút xíu. Đó, thì chúng ta sẽ có cái vết mèo cào. Và cái vết mèo cào này á thì có thể là mình sẽ blur nó đi chút xíu, tại vì các bạn đang cảm giác nó hơi sắc nét quá, mình không thích. Mình sẽ blur nó lên chút xíu, mình sẽ chọn cái ở dưới này. Đầu tiên là cái ở dưới blur, Gaussian blur, mình tăng lên chút xíu, tới mức nào các bạn cảm thấy ok là được rồi. Như đây mình đang cảm thấy tầm hai mấy 30 là ok. Tương tự như vậy với cái này. Cái này thì các bạn vừa làm hồi nãy rồi, các bạn có thể vào filter và chọn Gaussian blur ngay ở trên luôn ha. Và click ok. Đó thì chúng ta sẽ có cái vết mèo cào như thế này. À, anh em thấy vết mèo cào không? Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Chúng ta cũng control chọn cả hai cái và group from layer để chúng ta gom chung nó lại. Cái này nó sẽ là mèo cào. Mèo cào kiểu thế ha. Rồi, mình cũng sẽ tạo một cái layer mask ở đây luôn, click ở ngay dưới này, chúng ta sẽ có layer mask, chọn có layer mask, sử dụng brush màu đen cũng làm tương tự vậy, khử cái vết mèo cào ra khỏi mặt của người mẫu của chúng ta là xong. Đó, rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chút bokeh để cho nó đẹp đẹp chút xíu. Đâu rồi, bokeh, đây, beautiful. Mình sẽ tìm cái bokeh nào cho nó đẹp đẹp chút xíu, ví dụ như là cái này. Cái này nhìn nó hơi nhiều quá. Đâu rồi. Abstract đây, mình sẽ chọn cái này đi cho nó có màu chút xíu, mình kéo thả vô thôi. Đó. Enter. Thì ở đây các bạn có thể chọn qua screen tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ có vừa có một cái lớp blur hơi lên màu hơi nhẹ vào đấy, chúng ta cần chọn T
Và ở đây các bạn có thể lật ngang lật dọc như thế nào đấy để cho cái hướng của cái hình của chúng ta nó đang là từ trái qua phải, thì ở đây những cái nào mình có cái góc nghiêng đó thì mình cũng cố gắng làm cho từ trái sang phải luôn. Thì đây mình sẽ phóng to nó lên để cho nó bao hết cái hình của chúng ta. Đó, kiểu thế này. Kiểu thế này đi. Đó, enter. Rồi. Ở đây thì mình cũng sẽ click tạo layer mask cho nó và sử dụng cái brush màu đen để chúng ta bôi hết cái phần thừa ở đây đi. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái hình kiểu như thế này. Mình muốn một lớp ở trên, một lớp ở dưới và một lớp ở trên, thì mình sẽ nhân đôi lên tiếp, Ctrl J tiếp ha, Ctrl T. Và đây các bạn có thể lật ngược cái hình này lại của chúng ta cho nó đó. Rồi, hình to quá, hình mình đang để to quá cho nên là nó hơi lag chút xíu. Nếu như chắc ăn thì anh em có thể image để chúng ta vào và image size á, để chúng ta giảm kích thước của cái hình của chúng ta trước để cho nó dễ. Còn như đây mình đang tham lam quá, mình đang để cho nó hơi 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 bự, hơi bự một tí đó, kiểu thế này. Có thể mình sẽ phóng lớn lên chút xíu đi cho nó hơi chút xíu thôi đó, một chút xíu ở đây thôi đó. Ok vậy đi. Rồi ở đây mình cũng quay trở lại cái layer mask của tấm hình này, click nhớ chọn click vào đây nhé, click vào layer mask. Chúng ta muốn sửa layer mask thì chúng ta click vào layer mask, sử dụng brush màu đen cũng với cái tùy chỉnh tương tự như trước thôi đó, và mình bôi nhẹ đi một phát. Rồi bây giờ thì các bạn cảm thấy cái hình của chúng ta nó khá là ok rồi. Tuy nhiên ở đây có thể là mình đang cảm thấy cái bokeh của ta nó hơi sáng quá, mình giảm sáng của bokeh này lại ha. Các bạn click vào layer của cái bokeh nhé, nhớ click vào lại vào layer của bokeh. Hồi nãy chúng ta đang click vào layer mask thì bây giờ các bạn phải click lại vào bokeh đó, và chúng ta bấm Ctrl M, chúng ta giảm chút xíu đi đó, giảm này xuống xíu đó, anh em sẽ thấy cái ánh sáng chúng ta giảm theo đó, vì có thể bokeh thì phần sáng mình muốn cho nó sáng hơn chút xíu đó, thì ra cái hình kiểu như này, click ok. Rồi tương tự với cái ở trên mình cũng Ctrl M luôn. Đó, giảm cái vùng biên chút xíu và tăng sáng lên, tăng cái vùng sáng lên đó, và click ok. Nếu muốn thì anh em có thể cũng một chút Gaussian Blur vào đây luôn để cho cái bokeh của ta nó mịn ra, như hồi nãy mình nó sắc nét quá, nó sắc nét quá mình cũng không thích đó. Blur blur ra kiểu nó nhẹ nhàng tình cảm hơn, vậy nó mới hàn hàn xẻng chứ đúng không đó. Thì mình chờ cho nó chạy thôi. Ở đây thì mình đang để cái kích thước lớn cũng như là cái size, thì mình những cái layer thì chúng ta kéo thả không thôi thì nó sẽ là smart object, cho nên là nó cũng sẽ hơi nặng một chút xíu, thì anh em nếu được thì anh em nên để cái kích thước của ta nó nhỏ lại ha. Rồi sau khi xong rồi thì đây các bạn có thể gom tất cả những cái lớp mà chúng ta vừa tạo đây, chúng ta cần chọn G một cái để chúng ta gom nó lại đó, tất cả hiệu ứng chúng ta gom vào đây ha. Ở đây các bạn có thể tạo một cái layer mask cho cái group này, cũng một cái brush màu đen và mình bôi nhẹ ở người mẫu chút xíu. Sau đó các bạn sẽ mở cái table của chúng ta lên. Table thì mình đã có cái đây rồi, các bạn có thể click mở ngay bằng Photoshop luôn, và ở đây các bạn sẽ chọn nó sẽ báo là không có phông thì các bạn kệ chà ạ. Các bạn sẽ chọn cái move tool và chọn auto select layer, thì các bạn sẽ chọn cái chữ nào các bạn cảm thấy thích, ví dụ như là mình thích cái chữ này chẳng hạn vậy đó. Mình sẽ click vào đây, kéo qua này ha, và ở đây ôi chúng ta tắt cái auto select đi ha, cái chữ đây. Rồi group hiệu ứng thì là xong rồi, group này thì mình sẽ đặt tên là hiệu ứng chẳng hạn vậy đó. Rồi chữ mình cũng cần chuẩn T để mà mình tăng kích thước lên chút xíu, ví dụ như là mình đặt vị trí này đi. Tuy nhiên chữ cho phim Hàn Quốc thì các bạn cố gắng để cái chữ màu trắng để cho nó đẹp hơn ha. Thì đây các bạn có thể click chuột phải, chọn là blending option ở trên cùng ha. Đâu rồi, click chuột phải và chọn blending option trên cùng nhé. Hoặc là các bạn click đôi vào layer này thì nó cũng sẽ hiện cái bảng là layer style ở đây. Thì ở đây các bạn sẽ chọn là color overlay. Đâu rồi, color overlay ha. Và cái màu ở đây các bạn sẽ chọn là màu trắng cho mình. Click vào chữ nha thì nó sẽ hiện ra cái bảng bên phía bên này. Các bạn chọn màu trắng thì chúng ta sẽ có cái kết quả tương tự như thế này. Thấy nó khá là đẹp đúng không? Các bạn có thể Ctrl T để mình gom gom lại để cho nó đẹp hơn chút xíu. À, vị trí thì các bạn có thể để ở giữa hoặc là để ở
tầm thấp thế này. Tuy nhiên tại đây người mẫu thì cái đầu người ta đang ở trên thì mình muốn người ta tập trung vào phần mặt của người mẫu, cho nên là chữ mình để thấp xuống để nó ngang hơi hơi phần cổ với phần người thôi thì nó sẽ đẹp hơn ha. Thì sau khi xong tất cả rồi, các bạn có thể lưu cái hình này lại, và đó là tất cả gì chúng ta muốn cần làm ở trong một cái hình để chúng ta có một cái hiệu ứng chân dung kiểu như là crush landing on you. Tất nhiên là nó sẽ rất phù hợp cho những cái ảnh như là ảnh bìa của một album chẳng hạn, vậy nó sẽ rất là phù hợp, hoặc là ảnh có thể sử dụng cho ảnh 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 cưới, ảnh cổng chẳng hạn vậy. Tuy nhiên có một cái vấn đề mình cần nhắc anh em, chữ Hàn á thì anh em chữ tiếng Anh á anh em cẩn thận chút xíu, bởi vì đã có trường hợp là cái chữ Hàn người ta thiết kế xong rồi nhưng mà người ta dịch ra, người ta dùng cho hình cổng ảnh cưới rồi nhưng mà có người Hàn ta đi qua người ta mới nhắc là cái chữ đó tên là hợp đồng ly dị. Cho nên là chắc anh em hiểu nghĩa thì tốt hơn, còn không thì anh em nên tra nhé. Ví dụ như hình này mình cũng chẳng biết là cái nghĩa gì, có thể đây là chữ hợp đồng ly dị, tuy nhiên đây là hình chân dung thì không vấn đề gì. Còn như hình cưới thì anh em cố gắng để ý cái phần nghĩa của cái chữ nhé. Thì đó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về tạo hiệu ứng giống như là trong Crush Landing on You. Mình tương đối là dễ thôi, sử dụng texture khá là nhiều. Texture thì lần trước mình có làm rồi thì mình hy vọng là anh em cũng sẽ nắm bắt được cái cách sử dụng texture nhé. Coi như là hướng dẫn sử dụng texture nâng cao đi. Thì ở phía này sẽ có những cái video khác của mình, anh em có thể click vô để tham khảo nhé. Và nếu được anh em hãy ủng hộ mình bằng cách click vào nút like, subscribe và comment cho mình biết ở dưới phần comment là anh em muốn mình làm vấn đề gì trong những video lần tới. Bye bye anh em, hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.